kênh giải trí tuổi thơ. Xin chào tất cả các bạn nhỏ, chị là Su Su. Và các bạn có thấy chiếc hộp này không? Ở bên trong chiếc hộp này có một con quái vật rất là đáng sợ đang ngủ say đó. Ngày hôm nay chị sẽ mang đến một thử thách. Thử thách chạm vào quái vật Monster Challenge ở trong chiếc hộp này nha. Còn bây giờ thì hãy cùng nhau theo chân chị Su Su để tìm những người bạn dũng cảm tham gia thử thách lần này nào. Mình đi thôi. Xin chào tất cả các bạn nhỏ, chị tên là Su Su, các bạn đang chơi gì vậy? Các bạn đang chơi búp bê hả? Wow, chị Su Su thấy trên tay của cô bạn của mình có một cô nàng búp bê rất là dễ thương luôn. Em tên là gì nè? Em tên là Trần Nguyễn Thảo Vy. À, Thảo Vy ơi, Thảo Vy có hay đọc truyện cổ tích không? Em có hay đọc truyện cổ tích không? Ví dụ như là cô bé Lọ Lem nè, công chúa ngủ trong rừng nè, nàng tiên cá nè, em có hay đọc truyện cổ tích không? Có hả? Vậy á, em có sợ những bạn quái vật trong những câu chuyện cổ tích đó không? Dạ, em coi rồi mà em không thấy sợ, em thấy mắc cười. Ồ, bà nhỏ chúng ta không hề sợ quái vật luôn nha. Vậy nếu như bây giờ chị Su Su cho em một thử thách về lòng can đảm, chị thử thách em hãy chạm vào một bạn quái vật đang có tại Teeny World mình luôn nè, thì em có dám chạm vào bạn quái vật đó không? Dạ muốn. Bạn muốn và bạn sẵn sàng luôn. Vậy là bạn Thảo Vy đã đồng ý thử thách của chị Su Su rồi. Không biết là những cô bạn còn lại có đủ can đảm thực hiện thử thách chạm vào quái vật không? Có. Em tên gì nè? Tên bạn Nguyễn Ngọc Thủy. Bạn Thủy, còn bạn này tên gì? Em tên Linh. Bạn Thủy, bạn Linh và em là? Isabella. Wow, bạn có một cái tên rất là cá tính luôn. Isabella, ok, chị Su Su đã nhớ rồi. Và chúng ta có một bạn, hai bạn, ba bạn, bốn bạn. Còn cô bạn còn lại có muốn thử thách chạm vào quái vật tại Teeny không? Dạ muốn. Vậy là chúng ta sẵn sàng chưa? Chị chào các em, chị tên là Su Su nè. Các em đang chơi cá hả? Nhưng mà hiện tại bây giờ tại khu vực sân khấu tụi mình nè, còn có một thử thách hấp dẫn hơn nữa. Đó chính là thử thách chạm vào quái vật. Không biết là ở đây nè, có bạn nhỏ nào can đảm có thể thực hiện thử thách này của chị Su Su không ta? Bạn nào muốn thử chạm vào quái vật không? Bạn nào muốn giơ tay lên? Một bạn, hai bạn. Ủa, còn bạn này không muốn chạm vào quái vật hả? Bạn nhỏ đang đứng bên cạnh chị Su Su nè, có can đảm thực hiện được thử thách này không? Bạn không chịu chơi, em sợ quái vật hả? Em sợ quái vật hả? Bạn sợ quái vật nên bạn không có đồng ý thử thách lần này. Rồi cảm ơn bạn nha. Chị chào em, chị là Su Su. Em tên gì nè? Em tên Thục Nhi. Thục Nhi ơi, hiện tại ở Teeny của chúng ta sẽ có một thử thách rất là đáng sợ luôn đó. Em có đồng ý tham gia thử thách này không? Dạ có. Chị chưa nói thử thách gì luôn mà em đã đồng ý rồi hả? Thử thách này nè, em sẽ dùng tay của mình và chạm vào một bạn quái vật. Em có đủ can đảm không? Dạ có. Vậy là em đồng ý đúng không? Dạ. Không. Chị chào hai bạn, chị là Su Su. Và hiện tại nè, chị đang có một thử thách dành cho hai bạn đó. Hai bạn có dám tham gia không? Dạ có. Thử thách này rất là đáng sợ luôn đó nha. Sẽ có liên quan đến một bạn quái vật hiện đang có trong Teeny của tụi mình luôn đó. Không biết là hai bạn trai của tụi mình có đủ can đảm không ta? Dạ có. Nếu có thì chị đếm 1, 2, 3, tụi mình cùng nhau dây lên một cái để tiếp thêm can đảm và thực hiện thử thách tại khu vực sân khấu nha. Tay đâu, tay đâu? 1, 2, 3, yeah, mình đi thôi. Em sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Vậy bây giờ chị đếm 1, 2, 3, em hãy đưa tay của mình vào trong chiếc hộp thần kỳ này nha. Cùng đếm với chị nào. 1, 2, 3. Rồi, đưa tay từ từ vào. Em đã tìm được bạn quái vật trong hộp chưa? Rồi. Em cảm thấy như thế nào? Nó không có rung rời. À, nó không có động đậy hả? Nó có lông và nó cũng đằng sau nó không có lông. Em có nghe được bạn quái vật này phát ra âm thanh gì không? Gung gung á. Rung rung hả? Em thấy bạn rất là lông mượt.
âm thanh sợ. Âm thanh đáng sợ hả? Wow, thấy nó hơi ghê ghê. Thấy ghê ghê hả? Dễ thương. Dễ thương hả? Mình chưa thấy bạn quái vật mà mình biết là bạn quái vật dễ thương luôn. Làm êm quá trời luôn. Làm êm quá trời luôn. Mà sao hồi nãy em bị giật mình quá vậy? Mẹ có cái gì kẹp tay em? Có cái gì kẹp tay em hả? Thế mềm. Con cảm giác êm êm như là nó có âm thanh. Âm thanh gì vậy? Âm thanh nếu mà nó kêu ồn ịn á. Âm thanh ồn ịn đó. Âm thanh quái vật gì mà dễ thương quá vậy nè? Âm thanh nó như là chiếu chiếu. Chiếu chiếu. Em có muốn nhìn thấy bạn quái vật này không? Dạ muốn. Muốn thiệt thì thiệt không? Dạ thiệt. Kênh giải trí tuổi thơ.